dạ thưa thầy và các bác, các chị em, xin thương buổi tối. Xin thương buổi tối, các anh thức khoảng 3-4 giờ đêm vì bị đau khớp. Mà hôm qua trường đá và thông huyệt thì thấy cái chân nó nhẹ, nhưng mà 4 giờ cũng thức, nhưng mà thức 5 phút cái ngủ 7 giờ thôi. Cái bệnh của tôi là tôi khai là bị chân phù. Yeah. Rồi nó có những cái mà tôi không có dám khai ra. Yeah. Tại vì nhiều bệnh lắm, tôi nhiều bệnh lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà hai cái chân phù là hết ngay tại chỗ. Yeah. Xin thưa thiệt như vậy. Yeah. Rồi hôm qua đó tối về đó tôi chuồng đá đó. Yeah. Thì thường khi tôi ngủ đó, trước khi lên giường là tôi bị mề đay. Luôn luôn là mề đay nó nổi, nó bắt đầu nó ngứa. Thì hôm qua chuồng đá tôi lấy làm lạ là nó không có cái trạng thái mà bị ngứa nữa. Dạ. Yeah. Thì đó là một kết quả thứ nhì. Lớn tiếng nói lên để cảm ơn vị thầy đã cho tôi một cái máy. Hồi này tôi bị cái sciatic thần kinh tọa á. Vâng. Thì nó đau nhưng mà có hồi mấy tháng nay thì nó cứ cái chân nó tê 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 xuống dưới chân nhiều khi. Yeah. Mình tưởng như mình đứng ở trên bông. Thế hôm qua thì làm mà thực tập và có mà anh nào quên mất rồi. Anh ấy có làm cho tôi cái chân và mấy cái động tác thì tôi đỡ, và đến buổi chiều về thì là tôi thấy nó cái bàn chân nó mà tôi hay bị lạnh chân, xin nói thêm như vậy nè. Thì cái bàn chân nó ngứa lắm, nó ngứa cái khổ lắm, phải gãi. Nhưng mà nó bị như là gọi là mấy cái đồ nó pico tơ măng á, chích chích chích, thì tôi nghĩ nó là cái ly tâm máu. Thì là tại vì mấy cái mạch máu nó nở ra, mình cho máu nó xuống thì hết lạnh chân, và nó khi dị ứng nó như vậy, nhưng một lúc thì nó hết. Và tôi có trường đá thì ngủ rất là ngon, để chân bụng, và nếu nó hơi nóng như này thì tôi để vào lưng và tôi ngủ ngon, không có chuyện gì hết cả. Tiên là xin chào thầy Châu và tất cả quý cô bác ở đây. Dạ, tôi hôm qua thì thầy Châu và các bác anh chị đây cũng có tiếp để trị bệnh giùm tôi. Nói thật là tôi khó mà đứng lên một mình được, nhưng mà ngày hôm qua tôi đứng lên dễ dàng. Và khi đêm qua tôi không hiểu sao trời nóng nực mà tôi nằm xuống tôi ngủ, tôi cũng quên rằng tôi đã ngủ quá sức ngon. Ngon đến mức độ mình nói, ủa mình ngủ lúc nào mà không hay. Thì tôi thấy đó là kết quả thứ nhất là được đứng lên, ngồi xuống đứng lên dễ dàng là 80%. Yeah. 80% và giấc ngủ thật ngon và tinh thần rất là vui vẻ để được hôm nay đến với cùng tất cả quý vị nơi đây. Xin cảm ơn thầy và tất cả anh chị cũng đã tiếp ứng ngày hôm qua tôi. Xin chào. Hôm qua tôi về, tối hôm qua tôi chùm đá. Tôi ngủ từ 10 giờ tới 5 giờ sáng, không bao giờ không có thức dậy chút nào hết. Thường lệ là từ 2-3 giờ là tôi phải dậy, tôi rồi dậy đi toilet. Hồi hôm tôi ngủ từ 10 giờ tối cho tới 5 giờ sáng, không hay gì hết. Thành ra tôi thấy rất có kết quả. Cảm ơn thầy và quý anh chị đã biết. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.